Một vụ việc vô cùng hy hữu vừa xảy ra tại Ấn Độ thu sự chú ý của dư luận nước này. Một em bé sơ sinh 17 ngày tuổi sau khi bị khỉ bắt cóc ở thị trấn Ban Ki đã được tìm thấy tử vong bên trong một cái giếng gần nhà một ngày sau đó. Vụ việc khiến người dân thị trấn không khỏi lo lắng bởi thời gian gần đây thì nơi này bị khỉ phá hoại khá thường xuyên. Trước đó, cảnh sát và các nhân viên lâm nghiệp không thể tìm ra dấu vết của bé trong cuộc tìm kiếm kéo dài cả ngày. Các nhân chứng cho biết thi thể bé trai có vết thương và có lẽ đã ở trong giếng hơn 24 tiếng. Theo cảnh sát thì bé có thể bị tụt khỏi tay con khỉ và thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng. Tuy nhiên họ cũng không loại trừ những khả năng khác. Trước đó, đứa bé đang ngủ bên cạnh mẹ trong nhà thì một con khỉ lẻn vào bắt em đi. Người mẹ cho hay bà nhìn thấy con khỉ tẩu thoát cùng con trai mình và đã hô hoán. Cũng theo người dân nơi đây thì mối đe dọa từ khỉ trong và quanh làng Talabasta diễn ra phổ biến, gây nhiều vụ thiệt hại về tính mạng và tài sản trao đổi với phóng viên chào buổi tối một số chuyên gia về động vật cho biết là việc khỉ bắt cóc trẻ em có thể coi là khá hy hữu tuy nhiên vẫn có thể xảy ra trong thực tế ngay ở việt nam thì cũng đã từng xảy ra một số vụ việc nguyên nhân có thể là vì khỉ mẹ vừa sinh con nhưng mà con bị chết do đó khi phát hiện cháu bé sơ sinh trông hao hao giống như là khỉ con nên bản năng làm mẹ trỗi dậy đã khiến nó có hành động như vậy các chuyên gia về linh trưởng thì cũng đánh giá là tình mẫu tử của loài khỉ cao chỉ sau người. Có trường hợp khỉ con bị mắc bẫy, bản năng loài vật thấy bẫy sẽ bỏ chạy nhưng mà khỉ mẹ thay vì bỏ chạy thì vẫn xoay quanh bẫy và kêu lên cố cứu lấy con mình. Nhiều trường hợp con bị chết nhưng mà khỉ mẹ thì vẫn cứ tiếc thương, ôm con trong lòng đến khi xác con khô quắt lại. Nguyên nhân được cho là vì khỉ chỉ sinh một con mỗi lứa, việc sinh nở thì cũng không hề dễ dàng nên rất quý con.